dẫn vẽ tranh trên iPad. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đây là con iPad của mình và mình sẽ quyết định vẽ một bức tranh tuyệt đẹp ở đây. Cũng khá là ok. Cây bút của tôi bây giờ điều đó có thể chứng tỏ đêm qua hay chỉ ngày hôm trước thôi, bọn địch đã ở đây. Và đúng thế, nhân định của chúng tôi đã không sai. Bọn chúng mới ở đây đêm trước chứ mấy. Điện báo về tiểu đoàn ngay lúc bấy giờ. Theo nguyên tắc thì khi bên nào trong tiểu đoàn nổ súng thì máy thông tin liên lạc sẽ lên máy ngay. Còn nếu không thì cứ khoảng 1 giờ đồng hồ bì, sẽ bì, lên bro. Máy gặp nhau để báo cáo tình hình hướng ở mình rồi lại tắt máy. Cũng phải một lúc lâu sau chúng tôi mới liên lạc được với trên tiểu đoàn bộ. Thông tin này rất quan trọng cho mỗi hành quân của chúng tôi khi đó. Gặp địch chỉ còn là một sớm một chiều, cùng lắm là nay mai. Điều đó còn tùy thuộc vào duyên phận vẽ nào, tôi vẽ với nào. Cái nhóm lính cốt này. Trên suốt dọc đường đi từ hướng Tây của Kim Ri về hướng Nam đã gặp khá nhiều được những cái lán che tạm cùng những dãy nhà lá ở giữa rừng. Từng khu vực đi qua chúng tôi đều gặp. Thỉnh thoảng có những cái khung cũ đổ nát với những cái bờ tường xây cũ hoặc là nhà gỗ đã được dựng lên từ nhiều năm của thời gian. Siêu vẹo, hoang vắng đến lạnh lùng. Cấp trên đã không cho đốt bỏ những dãy nhà này hay nổ súng lung tung để giữ bí mật của đội hình. Khi chúng cái tôi nhà mà chồng hay nghe nhạc quẩy là cái nhà gì đó? Đây là một cái khung cũ với chừng hơn chục năm nhà sàn gỗ với một con đường đi vào phum cỏ đã mọc tràn lan, cây dây leo mọc nhăng nhịt trên những cái hàng rào cũ. Buổi trưa ở đó tôi đã tranh thủ hái được một nắm lá nấu canh. Rau mùng tơi, rau ngót già mọc dọc ngay bờ rào hoang dại và một đèo đèo ấy. Rồi mấy cái quả mướp bé như cái quả dưa chuột leo trên các mái nhà cũ đã già tanh. Một cái mớ rau lộn xộn cũng đỡ thấy thiếu rau ăn trên đường hành quân. Ngay giữa cái ngã ba này có một cái cây me nằm ở đó. Chung quanh cái phun đổ nát này đã bắt đầu cho bi hào rừng trống với những cây lúa mạ cho bi hào lác đác lâu nay ở khu vực cho bi chẳng thấy hái gì. Tất cả chỉ còn là TROI một thời nào đó đã lâu rồi, xa xưa lắm rồi. Bì. Sự sống đã từng có ở nơi đây. Bì. Cũng cái ngã ba phun nhỏ này tôi đã có hai kỷ niệm suốt đời không quên, nhưng đó là sau này. Còn hiện tại thì nó bình thường như những gì tôi đã từng đi qua của những năm tháng đó. Cuộc đời này kể cũng lạ, có những cái tưởng bình thường nhưng lại không hề bình thường một chút nào. Nó có thể là những dấu chấm hay dấu phẩy của cuộc đời mình mà trước đó mình không thể nào hình dung ra. Đó là những cái bất ngờ từ những cái nhỏ nhất gắn liền nó với mình đi hết cuộc đời. Bỏ qua cái phun cú đó, tiểu đoàn 7 của chúng tôi tiếp tục hành quân về hướng đông của núi Kim Ri, rồi ngược lên hướng bắc để tạo thành một vòng tròn không. Truy quét quanh núi không. TRO liên lạc được với đơn vị bạn cũng đang truy quét ở khu vực đó. Họ là đơn vị nào thì bây giờ chúng tôi cũng không nắm rõ. Trên suốt dọc đường đi vòng vòng ở núi Kim Ri, phần nửa còn lại khu vực này có khác chút ít ở hướng tây của núi Kim Ri. Ruộng đồng ở đây nhiều hơn với những cái tràng rộng và bụi tre gai đơn độc ở giữa ruộng. Rừng gỗ dầu thưa hơn về hướng tây, vẫn những hố trông tre cạm bẫy lộ liễu ở trên những con đường mòn cắt ngang dọc ở trong rừng. Thỉnh thoảng cũng có một vài khung nhỏ nhà mái lá cũ từ thời xa xưa, lác đác một vài cây dừa cụt ngọt, rồi mấy cái cây me quả chua loét, dăm ba cái ngọn tốt nốt phất phơ. Anh em chúng tôi hành quân đi như vậy dưới cái ánh nắng mặt trời của mùa khô đã bắt đầu và dưới chân thì vẫn xâm xấp nước. Có những chỗ nước mỏng trên mặt ruộng, dẫm chân lên thấy nước nóng ở nơi bàn chân. Mùa khô mới đang đến rồi, ở cái xứ này khắc nghiệt quá, mưa thì cầu các bạn xem video.